chàng này đã nhập môn 3 năm, nhưng lại là kẻ vô dụng trong mắt mọi người. Nhưng kẻ vô dụng này lại thức tỉnh võ hồn ma long, từ đó thân phận của anh đã thay đổi. Lúc này anh đang bị sư tỷ mắng, Dương Trần, đây là sách ngươi vẽ sao, ngươi lại dám vẽ tranh ta, sau đó bán trong học viện, còn vẽ hở hang thế này. Nhưng Dương Trần lại tỏ ra tinh nghịch, sư tỷ, ai bảo tỷ quá xinh đẹp, các sư huynh đệ đều thích ngắm tranh của tỷ. Sư tỷ tỏ ra bất lực, ngươi không tu luyện hẳn hoi, suốt ngày làm những chuyện vớ vẩn. Cuộc thi sắp diễn ra rồi, ngươi cứ như thế này sẽ bị trục xuất khỏi học viện đó. Nhưng Dương Trần lại rất tự tin, yên tâm đi, đệ đã tu luyện phục hồi quyền tới mức thượng thừa rồi, cuộc thi nội viện chắc chắn không có vấn đề gì. Khi nghe thấy vậy, cô đã rút roi ra ra, muốn thử xem phục hồi quyền kia thế nào. Dương Trần vội vàng xua tay. Sư tỷ, đệ quả thực không giỏi ra tay với nữ nhân, không cần lần cọ sát này đâu. Vừa dứt lời, sư tỷ đã vung roi tới làm Dương Trần vội vàng nói, sư tỷ, võ hồn của đệ rất lợi hại, một khi kích hoạt, đến cả đệ cũng không kiểm soát được, sức mạnh của phục hồi quyền được đánh ra vô cùng khủng khiếp, e rằng sẽ làm tỷ bị thương. Lúc này mọi người xung quanh đã phải ôm bụng cười. Sư tỷ đã hỏi, ngươi nói ngươi có võ hồn, ngươi có biết võ hồn là gì không? Dương Trần tự tin nói, đương nhiên, có gì khó chứ. Võ hồn là biểu tượng của thiên đạo sư, ban tặng thiên phú nổi bật cho võ giả. Thiên đạo sư được gọi là con cưng của trời xanh. Sư tỷ tỏ ra không dám tin, ồ, ngươi biết khá nhiều đó. Dương Trần vỗ ngực, đương nhiên ta chính là một thiên đạo sư vĩ đại. Điều này làm cho một đệ tử không hài lòng. Dương Trần, ngươi đã vào viện được 3 năm, tu vi luôn xếp bét, còn dám nói mình là thiên đạo sư. Ngươi biết không, ngươi chính là một vô dụng, tỉnh táo lại đi. Thấy bầu không khí không đúng, sư tỷ đã can ngăn Từ Lượng đủ rồi, Từ Lượng lại không nghĩ vậy. Anh lập tức triệu hồi võ hồn lao về phía Dương Trần. Chiêu hổ giữ vồ mồi này lại bị Dương Trần tát bay, ngã mạnh xuống đất, mọi người xung quanh sửng sốt. Sau khi nhìn kỹ lại, liền phát hiện võ hồn đằng sau Dương Trần giống như ác ma vậy, tỏa ra sức mạnh khổng lồ. Sư tỷ nghĩ rằng Dương Trần đã sa vào ma đạo nên đã bảo anh mau tỉnh táo lại, thấy anh có thể điều khiển được võ hồn cô mới yên tâm. Hy vọng ngươi có thể mau chóng tăng tu vi lên, thi vào nội viện, đừng có lãng phí thiên phú này. Dương Trần ngại ngùng nói, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, đệ sẽ cố gắng để thi vào nội viện hơn nữa. Lúc này người đứng đầu ngoại viện Kiếm Vô Quyết đã xuất hiện làm cho các cô gái hét to vì mình. Nhưng ngay sau đó anh đã chạy xà vào lòng Dương Trần, vui mừng hỏi, a, đã lâu không gặp, đệ rất nhớ huynh. Sau đó Dương Trần bắt đầu kể lại chiến tích vừa lúc nãy. Tiểu Khuyết, hôm nay huynh cũng coi như có chút phong quang, võ hồn của huynh như chân long dáng thế, đến cả Lý Khanh Lâm cũng phải quỳ xuống vái lại ta. Vô Quyết hỏi, a, vậy sư tỷ có tặng huynh cái hôn nào không? Lúc đó đệ không có ở đó không? Nhìn thấy ánh mắt của Lý Khanh Lâm nhìn ta đều là mến mộ. Ta dám chắc chắn, nếu như không phải có người khác ở đó, chắc chắn tỷ ấy sẽ xà vào lòng ta, nhưng ta không thể làm chuyện có lỗi với Mộ Tuyết. Vô Quyết đề nghị, Mộ Tuyết còn chưa biết huynh đã thức tỉnh, đi, chúng ta đi nói cho cô ấy biết. Hai người đã đi tới tiểu viện của Mộ Tuyết, còn chưa vào trong họ đã bị Thạch Lựu cản lại. Thạch Lựu đã sầm mặt lại hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Lúc này Dương Trần hét to, Thạch Lựu, bọn ta tới tìm Mộ Tuyết, liên quan gì tới ngươi? Tránh ra, Thạch Lựu châm chọc, Dương Trần, ngươi không xem lại bản thân xem có xứng hay không? Bây giờ để ta nói cho ngươi biết ý của Mộ Tuyết. Cô ấy không muốn gần gũi với ngươi quá, ngươi còn không hiểu sao? Dương Trần hét to, không thể nào, không được nghe thấy cô ấy nói như vậy, ta sẽ không tin đâu. Lúc này một cô gái áo xanh đi tới chỗ họ, cô chính là Mộ Tuyết. Vô Quyết đã hỏi, Mộ Tuyết, ngươi có ý gì đây, định phủi mông rời đi sao? Lúc này Mộ Tuyết đã nghiêm mặt lại, Trần ca ca, chúng ta đều khôn lớn rồi, không còn như lúc trước nữa, sau này vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Lúc này Diệp Trần đã vô cùng thất vọng, Mộ Tuyết, hy vọng sau này ngươi đừng hối hận. Sau khi về chỗ ở, Dương Trần đã ra sân sau tu luyện, Vô Quyết ở bên cạnh hộ pháp. Khi tu luyện trên đầu anh xuất hiện một cuốn công pháp, không nhìn không biết nhìn phát giật mình, bởi vì đây là cuốn sách viết về võ hồn Thái Cổ Ma Long, Thái Cổ Ma Long Quyết. Nên anh đã mở chương đầu tiên Tham Thiên Kinh ra, nhưng phát hiện mình chỉ đọc hiểu dòng đầu tiên. Xem ra với thực lực bây giờ của ta, tạm thời chỉ có thể tu luyện chương đầu Tham Thiên Kinh. Theo như những gì cuốn sách viết, Tham Thiên Kinh có thể hiểu ra được thiên đạo, là loại công pháp cực kỳ đáng sợ, Vô Quyết cũng cảm thấy không đúng, đây là chuyện gì vậy? Tất cả linh lực đều đang di chuyển về phía Dương Trần đang tu luyện, trời ạ, linh khí ở tiểu viện đều bị huynh ấy hút hết rồi. Không chơi kiểu này đâu, thực ra thiên đạo sư được phân ra theo thuộc tính, nhưng phần lớn thiên đạo sư chỉ có một thuộc tính, người có hai thuộc tính rất hiếm, ví dụ như thiên đạo sư hệ lửa chỉ có thể tiếp nhận linh khí hệ lửa của trời đất. Còn về các thuộc tính khác đừng có nói tới tiếp nhận, đến cả cảm nhận còn khó. Dương Trần lại bất ngờ phát hiện mình là thiên đạo sư có tất cả các thuộc tính. Anh vui sướng tới nỗi hét to, Vô Quyết vội vàng chạy tới hỏi, ca có chuyện gì mà huynh vui tới vậy? Dương Trần ôm lấy em trai nói, Tiểu Khuyết, sau này đổi huynh bảo vệ cho đệ, đi theo ta lên núi, linh khí ở đây đã bị ta hấp thụ hết, trên núi chiều ca có nhiều linh khí để chúng ta tu luyện. Không lâu nữa là diễn ra cuộc thi nội viện, chúng ta phải mau chóng tăng tu vi, trên núi chiều ca. Dương Trần đang ngồi giữa bãi cỏ tu luyện, nhưng ngay sau đó, anh đã hấp thụ Thái Dương Chân Hỏa. Hai giây sau, người anh đã bốc cháy làm cho Vô Quyết sợ hãi. Ca ca của ta ơi, huynh có thể ngầu hơn nữa không? Đến cả Thái Dương Chân Hỏa cũng hấp thụ được,
Thiên đạo sư thật sự lợi hại tới vậy sao? Nửa tiếng sau, người Dương Trần đỏ rực, anh đã thành công đột phá cấp 2 tối thể. Kiếm Vô Quyết nhìn thấy Dương Trần đã đạt tới cấp 2 tối thể, liền ngỡ ngàng nói, trong một ngày đã tới được cấp 2 tối thể. Lúc đó mình đã mất cả một tháng, nên anh vội vàng khoanh chân tu luyện, cứ tiếp tục thế này, mình thật sự bị ca đuổi kịp mất. Nhưng ngay sau đó, Kiếm Vô Quyết đã ngửi thấy mùi thịt nướng, nên anh vội vàng quay sang xem, lại nhìn thấy Dương Trần đang ở dưới đống bùn đất. Khi anh đang lo lắng, Dương Trần đã đứng dậy. Lúc này anh đã đạt cấp 3 tối thể. Vô Quyết cảm thán, cấp 3 cảnh giới tối thể, tu luyện nhục thân là cấp khó nhất trong 3 cấp đầu cảnh giới tối thể, dù có là mình cũng phải mất 3 tháng. Cùng lúc đó, bụng Dương Trần đã réo lên, Tiểu Khuyết hiểu ra ngay, huynh đợi đó, đệ sẽ quay về ngay. Một lúc sau, anh đã thở hổn hển với một con trâu trên vai, sau khi được nướng trên lửa, con trâu đen đã biến thành trâu vàng, Dương Trần ăn ngấu nghiến, do vừa tăng cảnh giới nên anh cũng ăn nhiều hơn. Không lâu sau, con trâu kia chỉ còn lại một bộ xương, nhưng Dương Trần vẫn đói. Anh bỗng rùng mình, cây cối xung quanh bỗng héo khô, lúc này anh không còn thấy đói nữa mà thấy rất sung sức. May mà Kiếm Vô Quyết chạy nhanh, nếu không anh cũng đã mất mạng trước luồng chân khí đó rồi. Anh vui sướng nói, "A, huynh giỏi quá, mới có hơn nửa ngày huynh đã tăng lên tiếp 2 cảnh giới. Mau thử dùng quyền đi." Dương Trần đã đi tới trước cái cây to, hít một hơi sâu, quyền đầu tiên của Phục Hổ Quyền, Huyền Cực, cái cây bỗng bị đánh thủng một lỗ. Vô Quyết hét to, "Đây là thuộc tính lửa." Dương Trần cũng cảm nhận được chân khí thuộc tính lửa đang di chuyển trong người. Quả nhiên là Tham Thiên Kinh lợi hại, hiểu rõ vạn vật, cướp tạo hóa của nó, danh bất hư truyền. Mà trời cũng đã tối, Dương Trần quyết định dẫn em trai đi tìm hang động để tu luyện tiếp. Mắt anh bỗng sáng lên, như cảm nhận được điều gì. Sau đó liền nhìn vào phía bụi cây bên cạnh, phát hiện một cô gái đang tắm suối nước nóng ở đây. Thân hình mảnh mai của cô làm anh nhìn tới nỗi đưa ra, Kiếm Vô Quyết tò mò cũng trụng đầu vào xem, anh đang định nói gì đó, nhưng Dương Trần đã vội vàng bịt miệng anh lại. Nhưng đã quá muộn, âm thanh cực nhỏ đã làm cô gái chú ý, "Ai, mau ra đây." Cô đứng dậy nhìn xung quanh nhưng không phát hiện điều gì, nhưng cô vẫn thấy lo lắng, nên vội vàng mặc quần áo lại đi về phía Dương Trần, làm cho hai người họ run bần bật. Thấy cô ngày càng gần, Dương Trần sợ tới nỗi mất hồn mất vía, chỉ sợ bị bắt, may mà bỗng có một tiếng gầm ở đằng xa vọng lại. Cô gái cũng để ý tới âm thanh này là Đại Địa Cuồng Hùng, cũng chính nó đã cứu Dương Trần, mà cô gái cũng đi về phía tiếng gầm. Hai người được cứu đã thở phào, "Ca ca, là Đại Địa Cuồng Hùng, chúng ta mau chạy đi." Tiếng gầm vẫn liên tục phát ra, Dương Trần nói, "Ta còn chưa thấy được Đại Địa Cuồng Hùng như thế nào." "Đi xem sao." Vô Quyết giải thích, "Đại Địa Cuồng Hùng trưởng thành có thực lực cấp 8 tối thể, cho dù là đệ cũng không đánh lại được." Nghe thấy vậy, Dương Trần thấy rất vui, "Sợ cái gì, cô nương vừa nãy đã qua đó rồi, chúng ta cũng đi xem sao." Cùng lúc đó, một con gấu đen cao 8 trượng đang gầm rú, hóa ra nó đã bị thương nặng, khi nhìn thấy con người đằng trước nó đã vung tay xuống, nhưng cô gái dễ dàng tránh được. Lúc này Dương Trần mới phát hiện cô gái vừa tắm là Thiên Linh Hy. Anh quen cô, thấy vậy, anh lập tức dặn Vô Quyết, "Tiểu Khuyết, đệ cũng mau đi giúp đi, con Đại Địa Cuồng Hùng này chưa trưởng thành, chỉ mới cấp 5 tối thể còn đang bị thương, sắp chết tới nơi rồi." Đúng lúc này, Thiên Linh Hy đã tấn công con gấu. Sau mấy chiêu, con gấu đã gầm lên đầy tức giận, sau đó tắt thở. Sau đó Thiên Linh Hy nói, "Hai ngươi còn không định xuất hiện sao, thấy không trốn nổi." Dương Trần chỉ đành lấy hết can đảm đi ra chào hỏi, "Hóa ra là Linh Hy à, trùng hợp quá, không ngờ có thể gặp ngươi ở đây. Ngươi chính là Vô Dụng Dương Trần mà mọi người hay nhắc tới sao, cũng có nghĩa là người lúc nãy ở trên bờ cũng là ngươi." Dương Trần lập tức viện cớ, "Bọn ta cũng vừa mới đi ngang qua, nghe thấy tiếng động nên mới qua đây xem thôi, không biết cái bờ ngươi nói là ở đâu." "Dương Trần, nếu ngươi dám lừa ta, ngươi sẽ chết chắc." Nói xong, cô liền rời đi. Trong vòng nửa tháng, Dương Trần đã đạt được cấp 5 cảnh giới tối thể vô cùng đáng sợ. Nửa tháng trước, Dương Trần đẹp trai người người, bây giờ anh lại biến thành tên ăn mày quần áo lôi thôi, trông rất bẩn thỉu. Vì thái dương chân hỏa mà anh hấp thụ khi tu luyện Tham Thiên Kinh quá khủng khiếp, mỗi khi lên một cảnh giới, nó đều đốt cháy quần áo. Khi anh đi trên đường, mọi người bàn tán, khi về tới phòng, hai người vội vàng tắm rửa thay đồ sau đó đi tới quảng trường ngoại viện. Lúc này ở trước quảng trường có rất nhiều người, chỉ vì hôm nay diễn ra cuộc thi nội viện một năm một lần, mà người sinh nhất nội viện Lý Khanh Lâm đã tới đây từ sớm. Khi Dương Trần và Kiếm Vô Quyết tới, mọi người đã xì sầm, đó chính là Dương Trần đúng không? Hắn thật sự là thiên đạo sư sao? Đúng là gặp ma rồi, một tên vô dụng lại thức tỉnh được võ hồn, ông trời đúng là mù rồi, hai người không hề quan tâm những lời này. Dương Trần nhìn thấy sư tỷ liền ưỡn ngực đi tới, nhìn thấy thân hình hoàn hảo của cô, anh đã tưởng tượng ra nội dung của cuốn tranh lần sau. Đã qua nửa tháng, Lý Khanh Lâm phát hiện Dương Trần vẫn cợt nhả như vậy liền rất tức giận. "Dương Trần, ngươi đã trốn lên học tiết võ nửa tháng rồi, hãy nói thật cho ta biết ngươi đã đi đâu." Dương Trần tự tin nói, "Đệ đi tu luyện, sư tỷ yên tâm đi. Đây chỉ là cuộc thi nội viện, không làm khó nổi đệ đâu." Lý Khanh Lâm cạn lời, suýt nữa mắng anh, "Dương Trần, ngươi không bốc phét sẽ chết sao?" Một lúc sau, cô hỏi nhỏ, "Ngươi đã đột phá cấp 2 tối thể chưa?" Anh tự tin nói, "Sư tỷ, ta đã luyện cốt, bây giờ đã đạt tới mức cao nhất của cấp 5 tối thể, làm cho cô phải quay đầu bỏ đi." "Dương Trần, ta không muốn quản ngươi nữa,
Nhưng Dương Trần cũng thấy bực bội liền nói với Kiếm Vô Quyết, tại sao sư tỷ lại không tin tưởng ta chứ? Kiếm Vô Quyết trợn tròn mắt, mới có nửa tháng mà liên tục tăng 5 cấp trong cảnh giới tối thể, ai tin cơ chứ? Lúc này, bỗng có một người bay ra từ trong nội viện tuyên bố với mọi người, cuộc thi nội viện lần này được chia thành hai phần. Phần đầu, các ngươi lập nhóm 3 người đi vào núi Triều Ca, dùng mọi thủ đoạn để thu thập linh thảo, trong vòng 3 ngày đội nào có nhiều linh thảo hơn sẽ có càng nhiều điểm. Lý Khanh Lâm vẫn còn hy vọng với Dương Trần, vội vàng bảo đội của hai anh em bọn anh tới lúc đó tìm thêm một người giỏi, như vậy có thể có được điểm cao. Nhưng Dương Trần lại vênh mặt lên nói, chỉ cần ta và Tiểu Khuyết cũng đã đủ làm chủ núi Triều Ca, không cần thêm người khác làm bực mình rời đi. Sau đó mọi người đã tới núi Triều Ca, Dương Trần đã nhìn thấy một người quen thuộc trong đám đông, đó chính là Mộ Tuyết. Còn có anh chàng áo xanh bên cạnh, đang nói cười vui vẻ với cô. Anh là Văn Chính Minh, Kiếm Vô Quyết nói, hắn là thiếu chủ của Quảng Nguyên Dược Hành, là học viên của Bạch Hổ Các ở nội viện. Dương Trần không quan tâm, kệ cô ta đi, cô ta ở với ai không liên quan tới ta. Lúc này, Văn Chính Minh cũng nhìn sang Dương Trần, nói với vẻ châm chọc, ồ, đó không phải thiên tài số 1 Kiếm Vô Quyết sao? Rõ ràng anh đang nói cho Dương Trần nghe, ở cùng đội với ca ca vô dụng của ngươi, e rằng ngươi không vượt qua được cuộc thi. Nghe thấy vậy Kiếm Vô Quyết cũng sầm mặt lại, liên quan gì tới ngươi? Ngươi lo bản thân ngươi là được, trước khi rời đi. Văn Chính Minh còn ôm Mộ Tuyết và chế giễu, chúc ngươi may mắn. Tối đó, Dương Trần đang đứng trước đại địa cuồng hùng, anh cũng không chậm trễ, tích tụ Thái Dương chân hỏa vào nắm đấm, đấm mạnh vào nó. Sau đó nó gầm to rồi ngã xuống đất, Dương Trần phủi tay nói, Tiểu Khuyết, mau tới lấy chiến lợi phẩm. Kiếm Vô Quyết cảm thán, ta, tốc độ của huynh còn nhanh hơn đệ, con gấu đã chết chỉ sau một chiêu. Nghe thấy vậy, Dương Trần vênh mặt lên, đây là điều dĩ nhiên, ta đã nói rồi, sau này ta sẽ bảo vệ đệ. Lúc này, một đám đông đã chạy qua chỗ họ. Thấy vậy, Dương Trần liền gọi em trai, Vô Quyết đi xem sao đi. Khi tới nơi, họ nhìn thấy trên trời xuất hiện những tia sét màu tím. Mọi người đều cảm thấy đây là dấu hiệu thần tích xuất hiện, làm cho hai mắt Dương Trần sáng lên. Thần tích lẽ nào lại là ông trời đang chiếu cố mình sao? Lúc này có hai ông lão bay tới chắn trước mặt thần tích. Đây không phải thần tích, chỉ là hiện tượng do địa mạch gây ra mà thôi. Lui cả đi, tiếp tục phần thi của các ngươi đi, nếu bị thứ này hút vào sẽ mất mạng đó. Nghe thấy có nguy hiểm tính mạng, mọi người sợ hãi vội vàng rời đi, nhưng Dương Trần lại không nghĩ vậy. Tham Thiên Kinh có thể thấu hiểu vạn vật của trời đất cướp tạo hóa của nó, không biết lần này có thể thấu hiểu được sét không. Nói xong anh đã vận công, những tia sét đã đánh thẳng vào anh, thấy vậy hai ông lão hét to không ổn. Nhưng lúc này Dương Trần đã cháy đen thui quỳ ở dưới đất, trên người anh còn có những tia sét nhỏ. Kiếm Vô Quyết vội vàng chạy tới kiểm tra, phát hiện anh đã rất yếu. Hai ông lão nói, tiểu tử này liều thật, còn dám hấp thụ cả chân khí của sét, nhưng may mà tiểu tử này mạng lớn, vẫn còn thở, bây giờ ta sẽ đưa hắn tới chỗ Thiên trưởng lão chữa trị. Kiếm Vô Quyết quá lo cho Dương Trần cũng muốn đi theo, trưởng lão bên cạnh đã từ chối, ngươi hãy xuống núi trước đi, tiểu tử này để ta xử lý, ngươi tiếp tục phần thi, ngày mai hắn sẽ tỉnh lại. Sáng hôm sau, Dương Trần lờ mờ tỉnh lại, anh chỉ nhớ hôm qua mình đã bị sét đánh. Bỗng nhiên phát hiện dưới bụng không ổn, hình như có thứ gì đang di chuyển bên trong, anh vội vàng khoanh chân vận công kiểm tra, phát hiện trong đan điền có thêm thuộc tính của sét, Thái Dương chân hỏa và chân khí sét không hề bài xích nhau mà còn hỗ trợ nhau. Anh vui sướng hét to, bây giờ ta vô địch rồi, quả nhiên là Tham Thiên Kinh. Lợi hại quá, vạn vật đều có thể hấp thụ. Nhưng nói đi phải nói lại, đây là đâu vậy? Dương Trần vội vàng mở cửa ra, nhìn ra ngoài lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang vẽ tranh. Anh dùng thần thức kiểm tra, không ngờ rằng cô lại là trận sư. Trận sư tuy là người hỗ trợ cho Thiên Đạo Sư, nhưng thân phận vô cùng cao quý, đứng đầu cả đại lục Thiên Cơ. Anh đi tới gần và suýt nữa chết khiếp, đó lại là Thiên Linh Hy. Anh liền buột miệng, hồ ly tinh, ngươi là trận sư sao? Thiên Linh Hy tỏ ra khinh bỉ, sao, chỉ có mình ngươi được làm Thiên Đạo Sư, ta không được sao? Lúc này, Thiên Bá Quang đã hỏi Dương Trần, ngươi có thể cảm nhận được làn sóng hồn lực của người xung quanh sao? Dương Trần tự tin nói, đương nhiên, chút năng lực này ta có thể làm được. Nói xong anh đã đi tới chứng minh mình không bốc phét. Anh nhắm mắt lại cảm nhận trận văn được khắc lên bộ gia thú này có thuộc tính mộc, có lẽ là trận pháp phòng ngự. Lúc này Thiên Bá Quang cũng nhắm trúng tài năng của anh, ngươi muốn học không? Ông còn chưa kịp phản ứng lại Dương Trần đã quỳ cả hai chân xuống nói to, đệ tử Dương Trần bái kiến sư tôn, anh đã quỳ lạy 9 cái vô cùng nhanh.